Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hôm nay mình Toàn đang có mặt tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và cái đoạn đường này là cái đoạn đường mà mình Toàn được nghe nói là đây là cái khu mà nhà giàu đã ở. Cụ thể như thế nào thì hôm nay mình Toàn trực tiếp đến cái đoạn đường này. Và đoạn đường này thì như quý bà con cô bác có thể nhìn thấy là từ trên này và đi thẳng xuống đây là dưới này là Hạ Long Bay. Và bây giờ mình Toàn đang đứng ở cái gần đầu đường của cái đường mà khu phố nhà giàu. Thì cụ thể tại sao mà những cái nhà được mệnh danh là khu phố nhà giàu ở đây, thì xin kính mời quý bà con cô bác cũng như là các anh chị hãy cùng mình Toàn tại khám phá khu phố và những cái căn biệt thự ở đây, căn biệt thự bản tỉ ở đây. Tại sao người ta đi qua người ta lại bảo đây là chỉ có khu nhà giàu mới ở thôi? Thì mời quý vị và các bạn hãy cùng mình Toàn chúng ta đi khám phá nhé. Đây, và như trước mặt quý bà con cô bác, đây là những cái căn biệt thự mà lúc nữa sẽ cùng Minh Toàn đi sang sẽ ngắm những cái nét đẹp và những cái nét trang trổ mà rất là cầu kỳ. Đấy, đây toàn bộ là những cái căn biệt thự mà có thể nói ở đây thì Minh Toàn cũng không biết chính xác là giá đất bao nhiêu, nhưng mà để một căn biệt thự như thế này thì xây lên cũng đã là bạc tỷ rồi, chưa nói là đến đất. Đấy, đây là đường Hùng Thắng. Và như quý bà con cô bác biết, đường này là đi ra ngoài này là để ngược ra ngoài đường chính và ngược về Hà Nội. Còn đây là cái trục đường này là thẳng xuống dưới Hạ Long Bay. Đấy, Hạ Long Bay nằm dưới này quý bà con cô bác ạ. Đấy, và như quý bà con cô bác có thể nhìn thấy ở đây, cái khu phố này ở đây, đấy là đằng sau những cái căn biệt thự là núi. Và tiếp theo là chúng ta nhìn thấy ở đây đằng trước những căn biệt thự nó là biển. Đấy, quý bà con cô bác cũng có thể cảm nhận được đúng không ạ? Lưng tựa núi và mặt hướng biển, giống như là vị trí đắc địa rồi. Đấy, đây là biển. Và đằng trước kia là Vịnh Hạ Long. Đấy, thì bây giờ Minh Toàn xin kính mời quý bà con cô bác hay cùng Minh Toàn sang để xem những cái căn biệt thự nhé, biệt thự bạc tỷ nhé. Và mến thưa quý bà con cô bác, thì đây là những cái căn hộ mà được căn hộ bạc tỷ xa hoa ở phường Hùng Thắng, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây, và Minh Toàn cũng đang đứng trước một cái căn hộ, một biệt thự gọi là villa của Phương Thảo. Đấy, như quý bà con cô bác đang nhìn thấy ở đây, một căn biệt thự là có cả là ở đây thì có cả cà phê. Đấy, có cả cà phê. Và như quý bà con cô bác cũng đang nhìn thấy, đây là một trong những cái căn biệt thự mà được mệnh danh là những cái khu phố của người có tiền, người giàu. Và đây quý bà con có thể, đây là mới trạm trổ ít thôi quý bà con cô bác, đây trạm trổ ít thôi, nhưng mà tí nữa quý bà con cô bác cũng có thể cùng Minh Toàn chúng ta xem những cái căn hộ mà nó trạm trổ và nhìn cầu kỳ hơn, rất là đẹp như căn hộ ở đằng kia. Đấy, hoặc là ví dụ có những căn hộ mà trước Minh Toàn đi qua cũng thấy đây là căn hộ đằng này, trang trí kiến trúc rất là cầu kỳ, rất là đẹp. Và đây thì cũng có cái nhà hát truyền thống hai là ngay ở cái đường này đi vào, bà con ạ. Đây, đường này đi vào là nhà hát truyền thống hai. Thì trên cái nhà hát này thì cũng có những cái chuyến xe của những cái người khách mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Đây, Minh Toàn dẫn quý bà con cô bác chúng ta đi đến nhà hai nhé. Đây bà con cô bác ạ, đây là cái nhà hàng THQ, nhà của bên cạnh cái nhà hát truyền thống. Đấy, ở đây có cà phê vườn luôn, cà phê vườn rất là
ngồi rất là thoải mái. Buổi chiều thì có vẻ hơi nắng nhưng mà buổi sáng thì rất là mát mẻ. Thì ở đây quý bà con bác cũng có thể thấy những cái xe của biển số của Hà Nội về đây, về chỗ nhà hát này. Và bên cạnh những căn biệt thự xa hoa này thì cũng có những khu này cũng có những cái nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ. Và khu này rất là tuyệt vời. Đằng trước của các cái khu này thì quý bà con cô bác cũng có thể thấy là cây xanh rất là nhiều, và như lúc này mình toàn nói phía bên kia là biển. Đấy. Và phía đằng sau của những tòa nhà này là núi, tức là lưng phía núi và mặt ở hướng biển, hướng vị trí đắc địa cực kỳ tuyệt vời. Và đường này thì là xe cô chạy lại rất là nhiều, đi xuống Hạ Long Bay và đi sang Hòn Gai và đi theo hướng này. Các bà con mình toàn đang quay bằng điện thoại chứ không thể, và mình toàn cũng chưa có cái chống rung, chính vì thế mà những cái lúc mà mình toàn quay thì mình toàn đi lại nó sợ nó rung nó giật thì rất mình toàn sẽ có thể là dừng lại một số cái điểm để mà mình toàn đi lại cho nó thuận tiện. Thì rất mong quý bà con cô bác hết sức thông cảm cho mình toàn ạ. Và đây là phía đằng sau của nhà hát truyền thống hai quý bà con cô bác ạ. Thì ở đây thì cũng có những cái mảnh đất mà chưa xây dựng, nhưng mà những mảnh đất này thì có chủ hết rồi quý bà con cô bác ạ. Người ta mua xong người ta để đấy và người ta chưa xây. Thì xung quanh đây toàn những căn biệt thự thôi. Nhưng toàn cũng vừa thấy căn biệt thự ở bên kia khá đẹp. Và đây thì những quý bà con, cô bác có thể cùng Minh Toàn chúng ta đi đến trước cái nhà hát truyền thống nhé. Nó hơi rung lắc. Minh Toàn vừa dừng máy để đi bộ đến nhà hát truyền thống này. Đây là cái nhà hát truyền thống của Hạ Long, chứ không phải là nhà hát truyền thống 2. Minh Toàn xin lỗi quý bà con cô bác, đây thì đã lúc này tưởng có nhà hát truyền thống 2 nhưng mà không phải, đây là nhà hát nghệ thuật truyền thống Hạ Long. Đấy, và bên cạnh nhà hát này thì cũng có bán cái hàng lưu niệm và cái đặc sản của Việt Nam. Đây, các bạn cô bác cũng có thể nhìn thấy nhà hát ở trong này. Chúng ta chưa vào đây khi nào cả, nhưng mà chắc là trong này cũng sẽ là xem phim hoặc là gì đấy. Và mình toàn là thấy một cái du thuyền. À đây. Trước nhà hát thì quý bà con cô bác cũng có thể thấy những cái bức tranh ở đây. Đấy, rất là đẹp. Tranh này thì người ta in lên bạt xong rồi người ta treo lên quý bà con cô bác, chứ không phải là tranh tường đâu. Đấy, đây có một cái con này còn cano thì đúng hơn, chứ không phải là du thuyền. Mặt là cano. Wow, có con cano. Cano này chắc là để đấy để trưng bày hay sao ấy. Hoặc là cũng chắc của nhà hát này nhưng mà chưa sử dụng. Đấy, đây và đây là cái khu phía sau của những căn biệt thự xa hoa. À, bây giờ thì Minh Toàn mời quý bà con cô bác chúng ta hãy cùng Minh Toàn đi đằng trước những cái căn biệt thự nhé, đến xem những căn biệt thự nhé. Đây, quý bà con cô bác thấy cái hoa giấy, đấy, các căn biệt thự đều trồng hoa cỏ rất là hợp tình, rất là phong thủy. Dọc hai bên và tuyến đường đằng trước này thì là toàn bộ là cây.
Ồ, phía kia có một căn biệt thự rất là trang chủ, rất là đẹp. Kiến trúc này là kiến trúc của Pháp. Mình toàn đoán là như thế. Chứ mình toàn cũng không rõ về kiến trúc. Nhưng kiến trúc này kiến trúc của Pháp. Nhà đẹp quá. Ồ, đẹp quá. Mình toàn là xin lưu lại một cái bức hình ở đây. Mình toàn sẽ ở đây và mình toàn chụp một cái bức hình. Để làm mẫu nhà quá đẹp. Ở đây thì cũng rất thân tiện cho những người mà ở kia là những cái nhà hàng khách sạn. Đấy, ví dụ như ở đấy là nhà hàng Hồng Hạnh 6. Và khu này thì quý bà con cô bác cũng thấy là các cây cảnh, khu vườn rất là đẹp. Đúng không ạ? Những cái nét chạm trổ ở đây ví dụ như quý bà con cô bác cũng có thể thấy là cây chạm trổ rất là cầu kỳ, đúng không ạ? Rất là cầu kỳ. Đường này thì người ta cũng làm cái đúng ra là cái mảnh đất, cái đất của người ta là ra đây, nhưng người ta cũng làm vào để nó có cái không gian của cây xanh. Đấy. Mà đều 1 mét đất ở đây bao nhiêu tiền mình toàn cũng không rõ, nhưng mà để mà những cái đất mà trồng cây này để cho một người mua, nếu mà người bình thường mua cũng đã khó mua rồi quý bà con. Ở đường này thì như quý bà con biết, đường này là phía bên kia là người ta cũng đang xây dựng, và bên kia thì như quý bà con các bác có thể thấy là người ta ở Quảng Ninh này, người ta là lấp biển. Đấy. Lấy đất trên rừng xuống, trên núi xuống, để rồi bán đất ở trên núi, san bằng núi để bán đất ở núi, xong rồi lấy đất đấy để lấp biển, lại bán đất ở dưới biển. Nên mà ở Quảng Ninh này, mình toàn cũng phải nói là phục cái suy nghĩ và cái cách làm của bộ máy của Quảng Ninh. Ở đây thì quý bà con cô bác có thể nhìn thấy trước đây là biển hết đây quý bà con cô bác, đất này trước đây là biển hết, nhưng mà bây giờ thì là đã là nhà ở hết rồi. Và từ đây xuống đi thẳng đường này, đây thẳng đường này xuống là chúng ta xuống Hạ Long Bay rồi đây bà con. Đây cái thẳng đường này, chúng ta đi thẳng đường này xuống là chúng ta 4 cây nữa là chúng ta xuống Hạ Long Bay, và khu này được gọi là khu biệt thự Tây Hùng Thắng villa của Tây Hùng Thắng. Đây quý bà con các bác cũng có thể nhìn thấy được. Minh Toàn cũng chỉ là một người đi khám phá và thích du lịch, muốn chia sẻ những cái hình ảnh, những video đến quý bà con cô bác. Có thể là người ở Hạ Long xa quê, hoặc là những quý bà con cô bác mà chưa có dịp về với Hạ Long, thì Minh Toàn muốn chia sẻ đến quý bà con cô bác cũng như là những cái mảnh đất du lịch của Việt Nam ta. Thì rất mong quý bà con cô bác chúng ta nếu mà muốn xem những video về vlog du lịch thì xin hãy nhấn nút đăng ký ở đây, là đăng ký miễn phí quý bà con ạ, để đón xem những cái video mới thú vị về Hạ Long, như nói Hạ Long nói riêng và cũng như là của Việt Nam ta nói chung. Video ở đây, Minh Toàn đây xin tạm dừng ở đây. Xin hẹn gặp lại quý bà con các bác trong những cái video tiếp theo.